Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản mình. Hôm nay là một ngày Tết, gọi là ngày Tết Chiêng Sam của người Thái, hay người Kinh người ta gọi là Tết mùng 3 tháng 3, Tết Thanh Minh đấy các bạn. Hôm nay mình sẽ lên đây mình quay giới thiệu cho tất cả các bạn biết một cái nét văn hóa khá là đặc sắc của người Thái trắng nha các bạn nhé. Riêng ngày Tết này thì người Thái đen thì người ta lại không tổ chức như vậy, và người ta không có cái ngày Tết này. Đây hiện tại thì đã rất là đông đảo các cô, các chú và các anh, các chị lên đây để tảo mộ. Ở đây thì quy tụ cả hai người, cả người Thái đen và người Thái trắng đều là quy tập mộ ở đây các bạn ạ. Nhìn cái sự quy hoạch ở đây mình thấy khá là lạ. Có một cái ở trên này thì có những cái thì quay dọc theo xuống theo hướng truyền đồi, còn cái phía dưới kia nó lại là quay ngang đấy. Và ở đây thì người Thái đen thì người ta thường tổ chức cái lễ hỏa táng ấy, hỏa táng người ở trong cái bãi tha ma này nhá. Thật sự là nhiều lúc mình đi qua cũng thấy nhưng mà mình cũng không quen biết để mà lên quay để giới thiệu cho các bạn ấy. Thật sự những cái nghi lễ đấy thì mình cũng rất là ngại. Đấy, đấy kia là những cái mộ mới kìa. Mộ mới đắp đất kia là những mộ mới nhá. Còn những mộ xây này thì đã lâu rồi. Khu vực này cũng khá là rộng. Đấy, vào cái công tác chuẩn bị cái sinh lễ để thắp hương lên các cụ ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Không có những cái gì nhiều đấy anh. Đây là bánh trôi à? Trôi à. Một con gà. Chầu cau. Ơ thế Thái đen thì họ tổ chức kiểu gì nhỉ anh nhỉ? Không, là Thái đen thì họ không có cái phong tục này. À, không có cái phong tục ấy này luôn. Thế ví dụ mộ người ta mà chăm sóc mộ thì ngày Tết à hay là như nào? Thế là mùng 3 tháng 3 này, có những người thì làm sớm hơn thì cuối tháng 3 gần tháng 2. Không, không đang nói cái người Thái đen cơ. À Thái đen á? Vâng. Cứ gọi là cuối năm thôi. Ngày cuối Tết năm thì, một ngày Tết à? Mới gọi ông bà tổ tiên trên này. À đây à. Đầy đủ chưa? Cái bát kia là bát canh à? Canh. Canh. À hai bát canh, hai bát cơm. Măng hai bát canh, hai bát cơm. Măng xào trứng. Măng xào trứng. Ôi rồi, chưa à, cơm tức là nhà nào cũng sinh lễ nó cũng phải giống như thế này à? Nhà nào cũng phải như thế này. Măng xào trứng. Hai con cá nướng. Chầu cau. Gà. Thôi. Kia là xôi. Thêm một chút muối. Này, biết phết đấy chứ nhỉ. À cái bát hương là mình lên đây mình mới chuẩn bị. Hôm nay gọi là sửa sang lại. À trước khi mà lên thắp hương này thì mình phải vệ sinh tất cả các xung quanh đúng không? Đúng rồi. Mộ miếc lau rồi là thì nên sửa thì mình sửa. À sửa thì sửa trước. Xong bắt đầu mới lên thắp hương. Thắp hương xung quanh hết. Đúng rồi đấy. Phải bảo lấy vợ. Lấy vợ sớm sớm đi. Thánh niên chưa vợ. Thánh niên chưa vợ bảo cầu nguyện là năm nay lấy được vợ. Cái này là chưa xây à? Cái mộ mới à anh? Cái này mộ mới. À. Con chào bà. Con chào các bác nhá. Chào các anh các chị nhá. Lên quay một chút ở trên này xem cho các bạn biết. À cái sinh lễ là vẫn như thế. Bên này thì có hơn một cái ba có bánh nhỉ các chị nhỉ? Bánh trưng. Hương vàng. Do lễ. À thế ạ. Vâng. Bên lửa. Cái nào cũng có cái ô, cái mộ nào cũng có cái ô che. Làm con bên lửa luôn.
Ơ cái này là cái gì đấy chị nhỉ? Chú nhỉ? Cái này là cái gì đấy? À xôi à? Cóng xôi à? Cóng xôi của người Thái đấy nhỉ? Ép khẩu. Ép khẩu. Vâng. 30 để em giờ anh em mình sẽ tiếp tục lên cái khu vực phía bên này. Rất đông các bác, các chú, các anh đang hình như là đang trùng tu và cải tạo một số cái mộ. Hôm nọ thấy rồi, hôm nay vẫn thấy cả, thấy trên TV đấy. Vâng. Chào chú các anh nhá. Lên giới thiệu cho các bạn cái nét văn hóa đặc sắc của người Thái này một chút. Vâng. Bên kia anh ấy đang xây, chắc là xây cái ấy thôi quá. Cứ vô tư đi. Vâng. Cái này là mình sửa sang cho các cụ đây anh. Vâng. Làm cái nền để cúng thờ. Vâng. Đấy, khi mà thắp hương thắp biếc thì mình thắp ở tại đây luôn đúng không? Cái này là mình sửa xong rồi mình mới thắp à hay là sửa xong thắp. À. Chứ là làm mình phải làm sạch sẽ trước xong bắt đầu mình mới báo cáo. Vâng. Tóm lại hôm nay làm xong cho ông bà. Vâng. Sửa. Kia là làm nhà rồi, chưa làm sân. À thế. À? Vâng, đúng rồi. Làm nhà thì lâu rồi, bây giờ là làm sân thật. Cô ở đây cô hóa vàng rồi kìa. À, thế là xong hết rồi đúng không? Vâng. Những cái này là được mấy năm rồi anh? Hả? Những cái này gần 2 năm. Thế mấy năm mình mới xây lên hả chú? 3 năm. À 3 năm. Mình có phải cải tạo lên không? À. Vĩnh viễn luôn. Ờ, người Thái trắng là đúng rồi, chôn sâu cất kỹ đây đúng không? Chôn sâu cất kỹ xong là đổ bê tông vào đó là xong thôi. Vâng. Nó không bao giờ bốc đúng không? Ổn định là cái là xây thôi. À. Đây là nó không bốc rồi. À đấy đấy. Hình một cái nó chỗ thì nó cũng bốc. Em mong là hình cái người luôn đấy. Nằm im trong đấy luôn đó. Vâng. Gọi là một cái nét văn hóa khác mà. Ví dụ như người Tày thì bốc này. Kinh thì phải bốc. Kinh thì bốc này. Người Thái đen thì đốt cũng chôn chặt đúng không? Chôn chặt luôn. À. Phải sang cáp sang trước nhưng mà ở đây không sang cáp. Vâng. Đấy mỗi một cái dân tộc thì đều có cái văn đúng một văn hóa khác nhau thật. Chào chị nhá. Vâng. Lên đây là nướng thịt luôn ở đây à? Ui. Toàn là ngon thịt ngon đây này. Cái này thì mình nướng để thắp hương hay là mình ăn Tết ở tại đây luôn chị? À đây à? Thắp hương xong rồi ăn ở tại đây luôn. Ăn ở tại đây cả gia đình luôn. Vâng. Quây quần ở đây. Vui như ngày Tết đấy nhờ. Thì cũng là Tết mà. Tết vâng. Người Thái trắng đấy. Tết người Thái trắng. Vâng. Cái này là chị nướng thịt với cái gì đấy, gia vị gì nhiều này? Hạt sẻn, ớt. Thế thôi. À. Một muối. À. Đấy, mang cả loa đập này. Linh đình. Em chào anh nhá. Cái này là xong hết rồi anh. Cải tạo xong hết rồi quá. Khiếp. Cái mộ này nhìn to thế. Anh nhờ to. Mộ dã man nhờ, to thế. Cái này phải bằng phải đến 10 mét vuông quá. À khi mà cái mộ sơ xây thì người ta cũng ấy làm một cái khung nhỏ nhỏ để đặt đồ đúng không? Hay nhỉ? Cứ phải cái nào cũng phải như thế này, cái nào cũng phải như thế này. Xốp xếp một lỗ. Đúng rồi. Vâng, anh. Vâng. Tân gia cho các cụ đây. Tân gia cho các cụ. Ăn Tết thì làm cái nhà mới. Vâng. Tức là cái kiến trúc này là mình cứ phải theo một cái khuôn mẫu nhất định của người Thái à? Đúng rồi. À. Cháu thấy cái nào nó cũng giống nhau. Một cái vòm đằng này với lại có mấy bậc ấy nhỉ? 1 2 3 3 bậc. Trên kia nó như kiểu nó tính tầng ấy. Tính tầng ạ. Tầng à. Nhà 4 tầng. À, cái này gọi là như kiểu là cái hình thức là cái tầng đúng không? Đấy. À. Cái tầng nhà ở đây 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. À, thì cái nhà này là có 4 tầng đấy. Cụ là ở 4 tầng. Cái này là xong quá là thắp hương là đấy. Uống rượu được rồi. Đấy. Các cụ ở bên kia thì mừng nhà mới rồi. Vâng. Tân gia rồi. Vâng. Hôm nay đông khách lắm đây. Đông khách lắm đây. Tân gia mà nhỉ, mời luôn. Gì nữa. Mời tân gia đông khách lắm đây. Vâng. Càng ngày càng rất là đông người lên đấy. Lên tảo mộ. Đấy, ví dụ như cái mâm này là các anh là xong rồi.
các cháu là ngồi vui với các cụ được rồi. Đây, sau khi thắp hương xong thì còn cái thủ tục gì cuối cùng anh? Đây là cho thức ăn là chó mèo. À, thức ăn cho con chó con mèo. Đây đúng không? Gọi là chôn dưới cái gốc này à? Tức là có cái gì thì cho cái đấy. Là xong. Bây giờ dọn đồ rồi đấy đúng không? Bên kia thì các anh các chú có nhà thì dọn đồ về rồi, nhưng mà đây là rất nhiều người là chung vui với các cụ luôn, là nướng đồ nướng đạc ở đây luôn 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 các bạn ạ. Khi cái này là thắp hương xong rồi mới nướng hả anh? À, đến lượt con cháu quây quần với các cụ ở đây rồi đúng không? Này, chất chưa? Nướng ở tại đây luôn rồi các bạn này. Một cái không khí phải nói là rất là ấm cúng và có một chút gì đó gọi là có báo hiếu với toàn thể các cụ, là con cháu tập trung hết tất cả ở đây trong dòng họ ngồi ở tại đây luôn các bạn ạ. Rất là hay. Ok, cháu chào nhá, chào các chú và anh nhá. Chào các cô nhá. Các chị các cô ở đây tảng cẩu, tức là người dâu của người Thái Trắng à? Đây là gái Thái Trắng. Gái Thái Trắng làm dâu người Thái Đen đúng không? Thế là bây giờ là về tổ tiên của mình là người Thái Trắng đúng không? Vâng. Về bên nhà ngoại là mình vẫn cứ phải buộc như này à? Vâng. À, tức là lấy xuống là không quý chồng nữa. Lúc đấy là tòm tem rồi đấy nhỉ? Vâng. Rồi, chào cảm ơn nhá. Cháu đi về đây. Tiếp tục mình sẽ đưa các bạn đi khám phá một cái nét văn hóa đặc sắc của người Thái Trắng. Và cái điều đặc biệt ở đây là hôm nay mình cùng ông anh này là đi tảo mộ một cả hai cái ngôi mộ của người cụ tổ ấy, trong dòng họ ấy, là người gốc Hoa các bạn nhé. Chắc là ngày xưa là các cụ là ở trong này đúng không? Đúng rồi. Trong này ruộng bậc thang nhiều phết đấy. Ui, rộng thế. Rộng ghê thế. Bắt mắt luôn. Ui, cái này không... Cực kỳ cẩn thận đấy. Phát xuống đây là thôi. Ở tận đâu rồi chú? Đi về nữa. À, còn đi bộ nữa cả. Một lúc nha, đi một đoạn đấy. À. Khoảng 5-10 phút rồi đấy. À thế ạ. Ngày xưa là các cụ ở đây à chú? Trốn giặc đấy. À, trốn giặc. Trốn giặc cờ vàng Thái Bình Thiên Quốc ngày xưa đấy. À. Đấy. Tức là trốn giặc từ Trung Quốc. Ừ. Về Việt Nam mình sinh sống ở bên này. Đúng rồi. Từ cố thổ ở khu vực trong này đúng không? Còn là giặc thời hồi giặc cờ vàng ngày xưa gọi là Thái Bình Thiên Quốc ấy, thì người ta trốn sang bên này. Vâng. Tranh định cư ở đây. Vâng. Đất hoang bỏ trống không, chả có ai đâu. À đấy ạ. Một nguồn một họ mình sang vào đây xong là trốn giặc thôi. À. Tức là cả một cái họ tức là ông tổ của họ Chu ấy đấy, là đấy. Về đây ở đây đấy, hai chị em về đầu tiên chạy giặc đấy. Vâng. Ui đông hết kìa. Đông lắm. Đông đây còn chưa về hết đâu. 50-60 người. 50-60 người kìa. Nếu mà về thì ai có gì được lên thì cũng lên, nhưng mà dối thì lên, không dối thì cũng làm việc ở nhà thôi. Vâng. Bạn ơi, hôm nay rất là tình cờ gặp em gì đội múa nhỉ? Em gì Nguyệt. Nhỉ? Nguyệt. Một đội múa rất là trẻ. Nổi tiếng ở trên Mường Lò này các bạn ạ. Dạo này hay đi múa không? Dạ không, dạo này thì dịch thì
chị xã mình không cho làm về văn hóa đấy. À thế à? Thì sợ dịch bệnh lây lan ra nhiều. À. Đang học 12 à? Em đang học lớp 10. Đang học lớp 10 đó. Nhanh thế, từ nào. Đồi vầu này. Nhà em có gần đây không? Nhà em cũng gần. Gần đây gì? À. Em lên. Mùa này đang mùa măng đấy em nhỉ? Đúng rồi ạ. Này làm được nhiều món đấy. Đây các bạn nhìn thấy cây măng măng vầu bao giờ kia đây. Cả một rừng luôn này. Leo dốc một chút. Khu để ruộng bậc thang đẹp thế. Bạt ngàn. Nguyệt cũng họ Chu à? Em họ Hoàng. Họ Hoàng á? Em lên cùng với ông ngoại. À à. Ông ngoại họ Chu đúng không? Vâng. Ừ. Cây đẹp thế nhỉ? Em à. Đây trồng không lan đẹp lắm. Nguyên sỉ. Đây là cái lán người ta làm ruộng các bạn ơi. Trông ruộng bậc thang rồi trông nương, nương các thứ đây. Ui. Đây chúng ta đã đến cái ngôi mộ của hai cụ nằm giữa một tràn ruộng bậc thang. Rất là đẹp luôn. Cảnh rất đẹp luôn các bạn. Ui. Xây. Cái này chắc xây lâu rồi đấy chú nhở? Xây cũng hơi được hơn chục năm rồi quá. Hơn chục năm rồi. 40,000 năm. Vẫn cái kiến trúc của lâu phết rồi. Kiến trúc của người Thái đấy. Xây đúng kiểu đấy. Cái này đâu? Xem nào, nó phải con nó là con rắn rồi. Con này dài. Con này dài. Con này dài. Con rắn hổ mang nó sang cái này. 6 8 10 12 14 16. Ui 1m8 con này à. Ui giời. 1m81. 1m8 thật đấy. 1m8 còn dài hơn 1m8 này, đến đây là mình chứng tỏ con ra là 1m8 rồi. Sợ nhỉ. Chứng tỏ rất là to. Cái này lâu rồi nó mòn thế rồi. Đó ai chắc là nó ở trong đây đây. Chắc chắn rồi, chắc chắn ở trong này. Đây đây đây. Hả? Thì, trong này nó có hang mà. Ui. Đây chúng ta đã đến cái ngôi mộ của hai cụ nằm giữa một tràn ruộng bậc thang. Rất là đẹp luôn. Cảnh rất đẹp luôn các bạn. Ôi. Xây. Cái này chắc xây lâu rồi đấy chú nhở? Xây cũng hơi được hơn chục năm rồi quá. Hơn chục năm rồi. 40,000 năm. 40,000 năm. Vẫn cái kiến trúc của kiến trúc của người Thái đấy. Xây đúng kiểu đấy. Wow, rất là đông luôn. Con cháu người nhà đông cực kỳ luôn. Chú ơi, cái sinh lễ này gồm có những cái gì nhiều đây hả chú?
phía là gà, gà với lại măng sập, xào trứng. Xào trứng. Với lại cá kia. Cá nướng. Mỗi người mang tí thôi mà gọi thế. Vâng. Ai có gì thì mang đấy. Thể hiện lòng thành. Vâng. Các con các cháu thì có những gì thì mang. Vâng. Tức là theo lòng thành của các con các cháu thôi đúng không? Nhưng mà thường thường thì không thể thiếu được con cá nướng với lại gà. Cái măng sạt xào trứng nữa đúng không? Cái này là chủ yếu bánh trôi nữa. Vâng. Bánh trôi này, xôi này. Nhiều phết đấy chứ, hoa quả, bánh kẹo. Đầy đủ. Chú ơi. Cái này là cái này là gọi là cái gì? Cái này là cái sẩy gen. Sẩy gen. Cái cờ. Gọi là cờ để là thông báo là biết sửa mộ mới cho. Thế ạ. Vâng. 1, 2, 3, 4, 5 con gà. Ây da. Gà to nó. Cổ to. Gà to nó là luôn cơ. Vì đây là mộ tổ. Là... Đông con cháu. Đúng rồi. Đông con cháu là phải to một tí. Đáng nhẽ một mộ thì có một cái thôi, nhưng mà đông con cháu. Vâng, vâng. Thì mới nhà một con, cả mấy anh em một con. Vâng. Kia vẫn còn kìa. 6 con. Con thì mới bật lửa vã. Cắm ở ngoài rồi kia đây, nó đổ rồi kia, tàn ra một con gà kìa, cắm được quanh ngoài được rồi đấy. Thế. Cái mặt tôi bê tôi luôn cái này thằng Lan tức là cái mặt tiết đó chứ nó quỳnh mặt tiết mang hả? Tức là cái mặt tiết chúng đó đây nó hôm tiết thì tiền nào ngăn nè cái đấy bỏ đi nào tức là chỉ bên cô này hả? Hả quần nào hả quần nào ngăn chỉ má đó con chịu là mặt tiết bút đấy. Sau khi mà các con các cháu đã dâng lễ xong các cụ thì bây giờ anh em họ hàng là bắt đầu là xuống dưới suối để cùng ngồi với nhau những cái chén rượu rất là hay. Mình thấy một cái nét rất là đặc trưng của dòng họ này, nó sẽ gắn kết được cái tình cảm anh em họ hàng trong dòng họ cứ mỗi năm về. Ở đây không phải là gần nhau đâu nhé, có người có những người đi công tác rồi, có người lập gia đình ở rất xa rồi, nhưng mà cứ đến ngày 3 tháng 3 thì lại quay trở lại chung vui và báo hiếu với các cụ ở đây. Đây trở ra phía bên bờ suối này xem các bác đạo diễn những cái món ăn gì đây. Mình thấy có hai cái đống củi khá là to, chắc là để nướng. À đây rồi, các bác còn kiếm được cả măng bầu ở cái đồi lúc nãy về đây này. Chơi kiểu gì đấy anh? À? Chơi kiểu gì? Gà này. Gà bây giờ gà quay à? Quay. Luộc không mới quay. Chưa cây cổng rồi. Nóng quá. Đẹp nhỉ? Ở đây cái khung cảnh này mà các bác mà đi dã ngoại được những cái chỗ như này và nó rất là tuyệt vời đấy. Vào mùa hè ăn uống không là mấy lon bia xong rồi bắt đầu nhảy xuống suối tắm mát mẻ. Đây nhìn các bạn nhìn này. Đấy, tuyệt vời chưa? Đây xem các bác nướng gà. Hè, thời gian nó cũng chín rồi mà anh nhỉ? Gà luộc chín rồi, bây giờ chỉ nướng qua thôi chứ. Bên kia đại ca còn có cái gì như kiểu cá mắm. Cá mắm em ơi. Thế à? Cho anh lên trang nhân bệnh gì nào. Đây. Cá mắm. Ơ 6 con cơ mà gà nhỉ? Cá mắm nướng. Đâu con, ai về đằng sau mất một con rồi đấy. Mình thấy để nó côi suối. 1, 2, 3, 4. 6 con cơ mà. Anh chị? Có 4 con nữa. Ờ 2 con nữa đâu nhỉ? Dưới kia quá. Ê, nhìn thiếu thiếu. Bên dưới kia các cô đang chuẩn bị cái gì kia? Xuống đây xem. Đang chuẩn bị món rau rừng rồi cô. Vâng. Cái này có phải là rau dớn không ạ?
Rau này là rau gì mà cháu nhìn thấy chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Cái này này. Rau đấy chẳng biết tên là rau gì. À, cái lá này ăn được cái ngọn nó đúng không? Ăn cả lá. Ăn cả lá cả ngọn à? Ừ nhờ. Cái này mà để ăn gỏi khá là ngon đấy nhá nhờ. Ừ. Hơi chua hả bác? À thế à? Chua chua chát chát. Cháu thử xem. Hơi chát chát. Chua quá. Cái này ăn với măng bầu hợp này. À thế ạ. Ăn với măng bầu là rất hợp à. Bên kia là lá ngõ. Rau dớn này lúc nãy là nhặt ở đây luôn quá. Đây cái món măng nướng của các cô các chị đã xong rồi đây. Bóc ra nhìn hấp dẫn chưa? Rất là ngon luôn. Nóng không hả cô? Nóng lắm. Cái này chấm với tương tời hay là cái gì hả cô? À, tương tời ngon lắm nhỉ, không đắng. Mà lại ghém với các loại lá cây này kia nữa. Nãy vặt được nhiều không? Nãy để bẻ được nhiều không ạ? Được bao nhiêu củ? Nó cũng cháy gốc đấy chứ nhỉ? Vâng. Gà kia thì một số con đã được rồi. Một mình một đùi à? Ngon đấy nhỉ. Đây đi cùng em Nguyệt xuống đây ngồi thưởng thức với các bác ở dưới này. Phân ra mấy nhóm luôn. Ngon không anh? Em thử miếng măng đắng với. Ăn miếng đi anh. Rồi em xin miếng măng đắng. Ba câu khổng lồ. Đây măng nướng các bạn này. Đây, măng nướng đây, thịt gà nướng đây. Đắng lắm. Cái này mà ai ăn được đắng đấy nhờ. Ai ăn được đắng thì ngon lắm đấy. Nguyệt thì chén được không? Chén được đắng không? Đem thử. Đem thử. Đắng lắm. À, nhưng mà cái này ghém với cái gì rồi các chị? Hả? Đây đây đây. À. Rau này gì? À thế ạ, ghém mà nó không đắng à? Càng đắng càng ngon. Càng đắng càng ngon à? Đây cả cá khô nữa này. Hai bên cửa đó. Nét mồm nhỉ. Phải té mồm đi. Ừ nhờ. Công nhận là ghém với cái lá nhội này không đắng đâu. Thật. Đấy. Vào đi. Không cần chặt đúng không? Ừ, không cần chặt. Cứ thế xẻ ra mà ăn. Ui. Cá này cái nhân cảm nha. Vâng, em xin. Rồi, em cảm ơn nhé. Đây. Ăn kiểu người dân đấy. Bốn mươi này mới ngon. Ngon lắm. Cái năm chấm hết đâu. Ăn như cổ phi. Ăn bờ ăn bụi này mới ngon. Thật mà bây giờ mà về chặt ngon nghẻ ở nhà ra chưa chắc là ngon đâu. Ăn đi, thịt gà đây, nghe đẹp. Tím gì? Nước chấm á? À, súp chấm. Đoạn này mà có cái flycam bay ở trên là đẹp lắm ấy. Mà máy quên mất, máy hết pin. Mấy mâm, cu mấy mâm, đếm thế nào? 6 mâm à? 6 mâm trên 6 hòn đá. 1, 2, 3, mình đây là 4. Bên này là 5, làm gì có 6, 5 nữa chứ. Kéo tận cảnh nhỉ. Hả? 1 nhá, 2 nhá. 3 mình đây, 4, 5. À ừ đúng rồi, kia 3 mâm, 6 mâm thật.
6 mâm thì mâm này có phải mâm 6 đâu, mâm này chắc là mâm 8. Có mâm 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 kia mâm 10. Chắc là nó rơi vào khoảng độ 70 thì chắc không đến, khoảng 50 là có đấy. Hơn 50 rồi. Hơn 50 đấy. Hơn 70 rồi. Hà lúc hà. Chứ còn 6 ăn đi lẩu. Rượu uống cả can. Là một miếng không kiêng ấy. Không kiêng ăn rồi mà. Em ăn được mà. Vâng. Ô, anh cầm đi. Khoảng 60 người. Cầm hết đi. Anh ơi, em ăn rồi. 60 người đấy. 60 người à? Quá đông ấy nhỉ. Thích cái măng đắng này. Đúng ra mang theo một ít tương tời nhỉ. Tương tời hết rồi. Bà nè. Ăn cái gì? Thích cái cá khô này các chị ăn với cái này à? À để cá sấu. Ờ, nhưng mà để nó không đắng à hay là như nào? Ăn nhẹ lắm á. À hết chấm rồi. À đi ạ. Ban đầu nó thử thử bát dưới rồi. Dạ. Đâu đi ạ? Đây. Một cái ẩm thực khá là đặc sắc của các chị ở đây là cá khô ghém với măng đắng. Chưa được ăn như này bao giờ luôn, thật. Bày lên. Nên đây cái lá này nữa này. Nhưng mà lá phát ban. Lá phát ban à? Kèm mấy cái lá này nữa. Ăn hay vết chị ạ? Còn theo cái lá này nữa. Bảy á? Miếng là có thể là ba cùng tiên. Cúc bố à? Bây giờ là khoảng độ 4 giờ rưỡi rồi đấy. Mọi người ăn khoảng 30 phút đến gần 1 tiếng rồi. Khoảng 40 phút thì bây giờ là bắt đầu người nào về nhà đấy rồi. Bắt đầu rút quân về nhá. Có lẽ là video mình cũng xin phép để được kết thúc tại đây. Một cái nét văn hóa khá là đặc sắc của người Hoa hay là người Thái trắng các bạn ạ. Ở trên Mường Lò này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.